sáu phẩm pháp tánh. Bấy giờ Tối Thắng rời tòa đứng dậy, lệch áo che vai trái, gối phải chấm đất, chắp tay cung kính bạch Phật. Bạch Thế Tôn, thật là hy hữu, Đức Thế Tôn đã khéo thuyết Đại Oai Thần và công đức vi diệu của chư Phật. Chư Phật Như Lai nhờ đâu mà đắc Đại Oai Thần công đức vi diệu này? Nguyện Thế Tôn phân biệt giải nói. Phật bảo Tối Thắng: Thiên Vương nên biết hành động của Như Lai và kết quả đạt được thậm thâm vi diệu không thể nghĩ bàn. Tối Thắng bạch Phật: Phật hành pháp gì mà gọi là thậm thâm vi diệu không thể nghĩ bàn? Phật dạy: Nhân quả pháp tánh Như Lai thậm thâm vi diệu không thể nghĩ bàn. Oai Thần công đức và pháp đã nói ra làm lợi lạc cho người cũng như vậy. Tối Thắng bạch Phật: Bạch Thế Tôn, tại sao lại gọi pháp tánh thậm thâm vi diệu không thể nghĩ bàn? Phật dạy: Này Thiên Vương, pháp tánh của Như Lai ở trong uẩn xứ giới của hữu tình từ vô thủy đến nay nối tiếp nhau chẳng nhiễm phiền não, bản tánh thanh tịnh, tất cả tâm ý thức không thể duyên khởi, tất cả tìm cầu khác không thể phân biệt, tư duy về tà niệm không thể duyên với suy nghĩ, xa lìa tà niệm, vô minh không sanh, do đó chẳng tùy theo thuyết 12 duyên khởi gọi là vô tướng, chẳng phải là pháp được làm ra, không sanh không diệt, vô tận vô biên, tự tại thường trụ. Thiên Vương nên biết, các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa, biết được pháp tánh thanh tịnh như vậy nên không nhiễm trước, không dính mắc, xa lìa cấu uế, từ các phiền não vượt lên giải thoát. Tánh này là pháp căn bản của chư Phật, nhân đây mà sanh phước đức trí tuệ, bản tánh minh tịnh không thể nghĩ bàn. Này Thiên Vương, ta sẽ nói thí dụ, ông nên lắng nghe và suy nghĩ ghi nhớ. Thiên Vương bạch Phật: Bạch Thế Tôn, cúi xin Ngài nói cho. Phật bảo Tối Thắng: Thiên Vương nên biết, ví như bảo châu như ý vô giá, là vật trang sức, sáng rỡ, trong sạch, khả ái, rất tròn và trong suốt, không có phần đục. Dù có chôn vùi trong đất bùn thời gian dài, ai nhặt được nó để vui mừng giữ cất cẩn thận, không cho rơi mất. Cũng vậy, pháp tánh tuy ở trong phiền não nhưng không bị nhiễm, sau rồi hiển hiện. Này Thiên Vương, chư Phật đều biết bản tánh hữu tình đều rất thanh tịnh, nhưng bị khách trần phiền não che lấp nên chẳng ngộ nhập được. Do đó, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa nên suy nghĩ thế này: Ta cần tinh tấn nói nghĩa Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa cho các hữu tình để diệt trừ phiền não, được ngộ nhập. Tất cả bản tánh hữu tình thanh tịnh cần tôn trọng, không nên khinh bỉ. Phải như pháp cúng dường đồng với Đức Đại Sư. Các Bồ Tát này do nghĩ như vậy nên có thể phát sanh Bát Nhã Đại Bi. Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa như vậy liền chứng nhập địa vị bất thối truyền. Các Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa nghĩ như thế này: Các phiền não này không có sức lực, khả năng tự thể hư vọng ngược với thanh tịnh. Vì sao? Vì các phiền não này ngược với trí nhất thiết, thuận với sanh tử. Pháp tánh thanh tịnh là căn bản của các pháp, tự tánh vốn không, các phiền não hư vọng đều do tà niệm điên đảo sanh ra. Thiên Vương nên biết, ví như bốn đại nương vào hư không để lập, mà hư không không có chỗ nương, nên phiền não cũng vậy. Bốn đại nương vào nơi pháp tánh không có chỗ nương. Các Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa, quán biết rõ như thật, nên chẳng khởi trái nghịch, vì tùy thuận nên phiền não không sanh. Các Bồ Tát quan sát phiền não nên không sanh nhiễm trước và nghĩ như vậy: Nếu mình nhiễm trước thì làm sao nói pháp cho người khác xuất ly? Cho nên Bồ Tát đoạn diệt tâm nhiễm trước, thuyết giảng pháp như thật để mở sự trói buộc cho hữu tình. Các Bồ Tát suy nghĩ: Nếu trong sanh tử có một phiền não làm lợi ích cho hữu tình thì ta sẽ chấp nhận nói, nhưng việc này không có nên cần phải đoạn diệt phiền não. Các Bồ Tát lại nghĩ: Xưa kia chư Phật hành Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa diệt các phiền não, ngày nay ta cũng như vậy. Vì sao? Vì ngày xưa chư Phật ở địa vị Bồ Tát cũng học như vậy để chứng Bồ Đề. Các Bồ Tát do hai nhân duyên này dùng phương tiện thiện xảo quán biết các pháp tánh vô lượng vô biên bị các phiền não phủ kín, nên tùy thuận sanh tử chìm ngập trong sáu đường, luân hồi trong đêm dài, tùy thuận hữu tình, nên gọi là hữu tình tánh. Thiên Vương nên biết, các Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa, khởi tâm nhàm chán, trừ năm cảnh dục, diệt các sự phân biệt để tu đạo vô thượng. Tánh này được gọi là xuất ly, vượt tất cả khổ nên gọi là vắng lặng, là pháp cứu cánh mà thế gian mong cầu. Nhất thiết trùng trí, thường trụ nhiệm màu, nhờ pháp tánh này mà được tự tại, thọ ngôi pháp vương. Thiên Vương nên biết, các Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa,
Quan sát giai đoạn trước, giữa và sau, pháp tánh đều bình đẳng, xưa nay vắng lặng, không bị các pháp làm chướng ngại, giống như hư không, không bị sắc ngại. Các Bồ Tát này hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, quan sát biết rõ đúng lời chư Phật dạy, như pháp tu hành tất cả diệu hạnh, công đức pháp tánh không thể nói hết, tướng không có hai, vượt cảnh nhất dị, bình đẳng tất cả, tìm cầu không hoạt động. Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, có khả năng trừ được hai tướng, ngã tướng và pháp tướng. Tất cả phàm phu bị sự chấp trước ràng buộc, không hiểu, không thấy, không rõ pháp tánh. Các Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa thì hay thông suốt pháp tánh như vậy, ở chỗ hữu tình, không hai, không khác. Vì sao? Vì chân như các pháp không có tướng sai khác. Thiền vương nên biết, các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nương vào pháp tánh này để tu tập căn lành, ra vào ba cõi, làm lợi ích cho hữu tình, tuy hiện vô thường mà chẳng chân thật. Vì sao? Vì các Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa như thật quán biết chân pháp tánh, nên đầy đủ phương tiện đại bi nguyện lực, không bỏ hữu tình. Nhị thừa phàm phu vì không có đại bi nguyện lực như vậy, nên không thấy pháp tánh viên mãn thanh tịnh, không thể như thật lợi ích chúng sanh. Thiền vương nên biết, các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, có thể quan sát pháp tánh chân tịnh như thế, tất cả thánh giả như thật ngộ nhập, không có người tu và pháp để tu, không có người thực hành và pháp để hành, không tâm, tâm sở, không nghiệp, không quả dị thục, không khổ, không vui. Quan sát như thế gọi là bình đẳng, không phân chia, xa lìa tùy thuận quảng đại, không ngã, không ngã sở, không cao, không thấp, chân thật, vô tận, thường trụ, sáng suốt. Vì sao? Vì tất cả thánh pháp do đây mà thành thục, nhờ tánh này nên các bậc thánh hiển hiện vô biên công đức và pháp bất cộng của chư Phật Như Lai đều từ tánh này sanh ra, giới định tuệ của tất cả thánh giả đều từ tánh này sanh ra, bát nhã ba la mật đa sâu xa của Bồ Tát Phật đều từ tánh này sanh ra. Tánh này vắng lặng vượt các danh tướng, tánh này chân thật xa lìa điên đảo, tánh này chẳng biến đổi nên gọi là chân như, là cảnh thắng trí, là thắng nghĩa, chẳng có chẳng không, chẳng thường chẳng đoạn, chẳng phải sanh tử, chẳng phải niết bàn, chẳng nhiễm chẳng tịnh, lìa một lìa khác, vô tướng vô danh. Thiền vương nên biết, các Bồ Tát này suy nghĩ pháp tánh lìa tướng, các pháp lìa tướng không hai không khác. Vì sao? Vì các pháp lìa tướng tức pháp tánh lìa tướng, pháp tánh lìa tướng tức hữu tình lìa tướng, hữu tình lìa tướng tức pháp giới lìa tướng, pháp giới lìa tướng tức các pháp lìa tướng. Lìa tướng như thế cầu không thể được, chân như pháp tánh, chân như hữu tình không hai không khác, chân như hữu tình, chân như pháp tánh không hai không khác, chân như pháp tánh, chân như các pháp không hai không khác, chân như các pháp chân như chư Phật không hai không khác, chân như pháp tánh chân như ba đời không trái nghịch nhau, chân như quá khứ chân như vị lai không trái nghịch nhau, chân như vị lai chân như hiện tại không trái nghịch nhau, chân như hiện tại chân như quá khứ không trái nghịch nhau, chân như ba đời tức chân như uẩn xứ giới, chân như uẩn xứ giới tức chân như nhiễm tịnh, chân như nhiễm tịnh tức chân như sanh tử niết bàn, chân như sanh tử niết bàn tức chân như các pháp. Thiền vương nên biết, chân như là không khác, không biến đổi, không sanh không diệt, không ngăn lại tự tánh chân thật, vì không ngăn lại nên gọi là chân như. Thấy biết như thật các pháp không sanh, các pháp tuy có sanh mà chân như chẳng động, chân như tuy sanh các pháp mà chân như không sanh, gọi là pháp thân thanh tịnh, bất biến như hư không, vô đẳng đẳng, không có một pháp nào trong tam giới có thể sánh bằng, khắp thân hữu tình không gì sánh bằng. Xưa nay thanh tịnh lìa cấu uế chẳng nhiễm, tự tánh sáng suốt thanh tịnh, tự tánh bất sanh, tự tánh chẳng khởi, tại tâm ý thức chẳng phải tâm ý thức, tánh tức là không, vô tướng vô nguyện, khắp cõi hư không, khắp chúng hữu tình đều bình đẳng vô lượng vô biên, không có sai biệt, không phải sắc thọ tưởng hành thức, không lìa sắc thọ tưởng hành thức, không phải địa thủy hỏa phong, không lìa địa thủy hỏa phong, không phải sanh, không lìa sanh, tuy nghịch sanh tử nhưng chẳng thuận niết bàn, mắt không thể thấy, tai không thể nghe, mũi không thể ngửi, lưỡi không thể nếm, thân không thể cảm giác, ý không thể biết, không ở tâm ý thức, không lìa tâm ý thức.
Thiên vương nên biết đây là pháp tánh, các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, vì thông suốt pháp tánh này nên tu hành thanh tịnh, thường hiện sắc thân ở thành ấp xóm làng, các châu thiện bộ của 3.000 đại thiên thế giới. Các thân hiện ra chẳng phải sắc, chẳng phải tướng mà hiện sắc tướng, tuy chẳng phải hoạt động cảnh giới của 6 căn mà giáo hóa hữu tình không dừng nghỉ, để nói rằng thân này vô thường vô ngã là khổ bất tịnh. Biết các hữu tình có tánh vắng lặng nên thị hiện vô lượng thân hình, dùng phương tiện thiện xảo làm cho họ nhận lãnh sự giáo hóa. Vì biết tất cả thân đều không tác giả, không thọ giả như gỗ đá vân vân, nên nói hạnh thanh tịnh cho các hữu tình. Các Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thông suốt pháp tánh như thế, nên được tự tại không có di động, mà phát sanh nghiệp trí tuệ, tự tại trong thần thông, thị hiện các hành tướng, an trụ tự tại, mà thường thị hiện các oai nghi, tự tại hướng đến trí nhất thiết tướng, thông suốt tất cả pháp tánh. Thiền vương nên biết hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa được tự tại như thế, là tướng vô tận, ở khắp các chỗ, không sắc hiện sắc, tự tại quan sát khắp tâm hữu tình, thấy tâm tánh như thật, tự tại nhớ nghĩ vô biên vô số kiếp nối nhau chẳng dứt, biến hóa tự tại trụ tướng giải thoát, tự tại lậu tận vì hữu tình nên chẳng chứng lậu tận, tự tại ra đời ở cảnh thắng trí, tự tại thâm sâu thanh văn độc giác không thể so lường được, vì tự tại kiên cố nên ma không thể phá hoại được, ngồi tòa bồ đề thành tựu pháp tối thượng đệ nhất, tự tại tùy thuận chuyển pháp luân vi diệu, tự tại điều phục giáo hóa tất cả hữu tình, tự tại nhận lãnh ngôi vị và được pháp tự tại. Thiền vương nên biết các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, như thật thông suốt pháp tánh sâu xa nên được tự tại như thế, tu tự tại như thế nên được tất cả tịnh lự giải thoát, đằng trí không còn lệ thuộc vào ba cõi. Vì sao? Vì xa lìa tất cả phân biệt hư vọng, phiền não ràng buộc, chấp tướng điên đảo. Nếu muốn thọ sanh thì không còn ràng buộc, thọ sanh tự tại. Nếu muốn thị hiện diệt độ thì tùy theo sanh xứ của mình để thị hiện diệt độ, giữ gìn đại thừa và thành tựu Phật Pháp. Ở trong 10 phương tìm cầu Phật Pháp chắc chắn không thể được. Biết rõ tất cả Pháp đều là Phật Pháp, không thường không đoạn. Vì sao? Vì tìm cầu pháp này không thể được, dùng lý như thật tìm cầu không thể được, pháp này không thể nói có, nói không, cũng không có danh tướng, vượt cảnh giới này, nếu lìa danh tướng tức là bình đẳng, nếu pháp bình đẳng thì không chấp trước, vì không chấp trước nên là pháp chân thật, nếu chấp chân thật tức là hư vọng, vì chẳng chấp trước nên chẳng hư vọng, vì tâm không bị chấp trước nên vô ngại tức vô chướng tức không ngăn chặn, nếu pháp không ngăn chặn tức đồng với hư không, chẳng lệ thuộc vào ba cõi, nếu tất cả xứ không còn bị lệ thuộc thì pháp này vô sắc, vô tướng, vô hình, nếu pháp vô sắc, vô tướng, vô hình nên biết pháp ấy, tùy theo cảnh giới kia nhưng lìa sự biết và đối tượng để biết. Vì sao? Vì trong ấy không có một chút pháp nào để giác ngộ, có thể giác ngộ. Đó là Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thông suốt bình đẳng. Thiền vương nên biết, các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, quan sát pháp sanh đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, hoàn toàn không thấy ngã, không thấy hữu tình, cho đến không thấy người biết và người thấy. Tuy hành bố thí, nhưng không thấy có sự xả bỏ. Tuy trì tịnh giới nhưng lìa giới tướng, tuy tu tập an nhẫn nhưng tâm vô tận, tuy tu tập tinh tấn nhưng lìa tướng ấy, tuy tu tập tịnh lự nhưng không có sự vắng lặng, tuy tu tập bát nhã nhưng không có đối tượng, tuy tu tập niệm trụ nhưng không chấp chặt, tuy tu tập chánh đọa nhưng tâm bình đẳng, tuy tu tập thần túc nhưng lìa hí luận, tuy tu tập căn lực nhưng không phân biệt các căn của hữu tình và xa lìa lầm lỗi, tuy tu tập giác chi nhưng không phân biệt, tuy tu tập chi thánh đạo nhưng vô công dụng, tuy tu tập tịnh tín nhưng không chấp trước, trí tuệ tự nhiên nhớ nghĩ các pháp với tâm trí bình đẳng, tu tập các diệu định tâm không phân biệt, quan sát diệu tuệ tâm không ngừng nghỉ, tu tập quán chỉ tâm không có sự thấy, tu tập pháp quán tâm không có chỗ niệm, tu tùy niệm Phật tâm thông suốt pháp giới bình đẳng, tu tùy niệm pháp tâm không có chỗ trụ, tu tùy niệm tăng nên thanh tịnh bản tâm, giáo hóa hữu tình không có tâm phân biệt, tâm pháp giới bao trùm tất cả pháp, tâm như hư không trang nghiêm cõi Phật, tâm không có chỗ chứng đắc đạt vô sanh nhẫn, tâm không tiến lùi đạt bất thối chuyển, xa lìa tâm tướng không thấy có tướng,
Ở trong tam giới, dùng tâm bình đẳng trang nghiêm tòa bồ đề, tâm không có chỗ giác ngộ, biết rõ tất cả pháp, tuy chuyển pháp luân nhưng không thấy người nghe người nói, tuy hiện niết bàn nhưng biết bản tánh sanh tử bình đẳng. Thiền vương nên biết, các đại bồ tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, quan sát các pháp như vậy nhưng không thấy sự quán, không thấy có pháp để quán, nên được thần thông tự tại. Vì sao? Vì tâm thanh tịnh nên thấy tất cả hữu tình thanh tịnh. Thiên vương nên biết, ví như hư không, biến khắp tất cả, các đại Bồ Tát, hành bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng như vậy. Khi thuyết pháp này, ở trong chúng hội có 8 vạn 4 ngàn trời người, đều phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. 3 vạn 2 ngàn Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn, 8 vạn 4 ngàn hữu tình xa lìa trần cấu, sanh pháp nhãn tịnh, 1 vạn 2 ngàn bí xô diệt sạch các lậu. Khi ấy Phật bảo tối thắng. Thiên vương nên biết, các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, tâm được thanh tịnh, thâm sâu như biển cả, phước đức trí tuệ không thể đo lường được, hay phát sanh công đức quý báu xuất thế hữu tình, sử dụng đạt đến Bồ Đề cũng không khô cạn. Phước đức Bồ Tát cũng không giảm bớt, giống như biển cả sanh nhiều châu báu, trí tuệ Bồ Tát sâu xa khó vào được, thanh văn độc giác không thể vượt qua, thí như biển lớn thú nhỏ chẳng vào được, trí tuệ của Bồ Tát rộng lớn vô biên. Vì sao? Vì không chấp trước, không trụ, không sắc, không tướng, trí tuệ của Bồ Tát từ trước về sau càng thêm sâu rộng, trước tiên là Bồ Đề tâm, về sau là trí nhất thiết. Pháp của Bồ Tát là vậy, không cùng ở chung với phiền não và bạn ác. Trí tuệ thế gian, nếu vào trong biển trí tuệ của Phật thì chỉ là một tướng, một vị, đó là vô tướng, đạt đến trí nhất thiết là vị không phân biệt. Trí tuệ Bồ Tát quan sát tất cả pháp, không thấy thêm bớt. Vì sao? Vì đã thông suốt pháp tánh bình đẳng sâu xa, năng lực đại từ bi của Bồ Tát chẳng trái với bản nguyện, là chỗ các bậc thánh nương tựa để vì hữu tình thuyết pháp trong vô số kiếp không cùng tận. Này Thiên Vương, Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, đạt được pháp tánh sâu xa như vậy. Này Thiên Vương, Bồ Tát thông suốt hoàn toàn pháp thế tục, tuy nói các sắc nhưng không thật có, tìm cầu sắc ấy chắc chắn không nắm bắt được. Thọ tưởng hành thức cũng như vậy, tuy nói địa giới nhưng không thật có, tìm cầu địa giới không nắm bắt được. Thủy hỏa phong không thức giới cũng như vậy, tuy nói nhãn xứ không